Còn một cô gái ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị biến dạng mặt sau khi tiêm chất làm đầy lên gương mặt của chính mình tại một cơ sở thẩm mỹ. Cô gái này dù đã liên tiếp cầu cứu ở hai bệnh viện lớn, thế nhưng sau 2 tháng chữa trị, khuôn mặt vẫn không thể trở lại bình thường như xưa. Cầm trên tay đống giấy tờ nằm viện sau 2 tháng, chị Nguyễn Thị Hồng Trinh chưa bao giờ thôi hối hận về quyết định tiêm chất làm đầy của mình. Đau đớn, mất thời gian, tiền bạc, chị Trinh chỉ nhận lại được gương mặt bị lỗi mãi mãi. Tiêm á, bên Bella cũng không có cho mình coi cái loại filler đó là tiêm là loại gì, cũng không có để cho mình giữ một bản, bên đó giữ một bản. Thì bây giờ bên Đại học Y Dược không biết là cái loại filler tiêm vào mặt mình là loại filler nào. Theo chị Trinh, với mức phí là 13 triệu đồng cho một lần tiêm chất làm đầy ở cơ sở có tên là Bella nằm trên đường Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chỉ sau một thời gian ngắn, gương mặt chị Trinh bắt đầu sưng nề, hoại tử, nhiễm trùng vết tiêm. Và ngay cả bản thân chị Trinh cũng không xác định được tiêm chất làm đầy vào cơ thể mình là loại chất nào. Những lời tư vấn bảo hành trước khi tiêm của cơ sở thẩm mỹ Bella cũng trở nên vô vọng. Hôm bạn ấy đang thắc mắc một chỗ là hôm bạn ấy tiêm thì bạn ấy không biết là cái filler của mình nó xuất xứ ở đâu ấy. Nên là bạn cũng dặn em là tôi cứ sang bên thì không có filler Hàn Quốc. Nên là cũng chỉ làm xem filler nè, là khi mình tiêm xong là mình sẽ ghi cho mình cái giấy bảo hành rồi các thứ. Nên là ra là mình sẽ chỉ quay về, còn có cái sự cố thì sang bên đó mình hỗ trợ. Trái ngược với những gì nói lúc tư vấn, khi chị Trinh liên hệ với cơ sở Bella để được hỗ trợ tiền viện phí, thì cơ sở này cho rằng số tiền trên là chưa hợp lý. Bên chị là chưa hỗ trợ, tại vì là những cái giá mà bạn ấy đưa ra là không hợp lý, cho nên bên chị chưa có hỗ trợ, chứ phải là không hỗ trợ. Không biết chất mình tiêm là loại chất làm đầy nào, tác dụng thật của chúng ra sao. Và trường hợp của chị Trinh không phải là duy nhất ở cơ sở này. Trong cái quá trình làm thì bên đó không cho mình biết là tiêm dạng filler nào. Thì giữa lúc lên thì chị không thấy cái nhãn mác của tên filler. Theo các bác sĩ, nếu thủ thuật tiêm chất làm đầy thực hiện không đúng, nguy cơ tiêm vào mạch máu rất lớn, có thể dẫn đến tử vong. Trong khi hiện nay nhiều cơ sở thẩm mỹ spa giao cho nhân viên không phải là bác sĩ chuyên môn thực hiện thủ thuật này. Cái người được phép tiêm filler cho khách hàng, cho bệnh nhân phải là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và có giấy phép hành nghề của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế cấp. Hiện tại chúng ta ghi nhận trên thị trường rất nhiều người chỉ văn hóa lớp 8, lớp 9 hoặc là cấp 3 hoặc là một số trường hợp vậy đó. Họ học một vài ngày đó rồi họ tiêm. Gần đây nhất là 30 Tết vừa rồi có một ca tử vong cũng do cái tiêm chất làm đầy. Vì lợi nhuận, nhiều cơ sở thẩm mỹ thiếu chuyên môn sẵn sàng sử dụng những loại thuốc không an toàn. Còn nhiều phụ nữ lại chưa hiểu hết về sự nguy hiểm của các loại chất làm đầy. Điều đó đem lại hậu quả xấu cho việc làm đẹp bừa bãi.